Tập 117 Hoa gạo cuối cùng trên thế giới. Ai da, đáng thương quá. Hoa gạo, cậu biết không? Những loài vật đáng yêu thế này càng ngày càng ít đi. Có lẽ đến khi mình lớn lên thì chúng đã biến mất khỏi trái đất rồi. Hoa... Hoa gạo. Lẽ nào hoa gạo cũng là loài vật sắp bị tuyệt chủng? Mẹ ơi, mau nhìn nè. Còn chắc chắn đây là ảnh của hoa gạo ư? Vâng, chắc chắn. Nhưng hoa gạo là giống chó săn cừu Scotland cổ đại mà. Đúng vậy, cổ đại. Bây giờ càng ngày càng ít. Trong sách có nói mà. Chắc chắn hoa gạo là loài chó đặc biệt. Có lẽ là hơi đặc biệt thật. Mẹ đám mây nhìn nè. Lông của hoa gạo hình như hơi dài một chút. Mắt nhìn cũng có vẻ xanh hơn một chút. Móng vuốt hình như cũng to hơn một chút. Dáng người hình như cũng cao hơn một chút. Hoa gạo đúng là khác biệt thật đó. Nói không chừng là hoa gạo cuối cùng trên thế giới này. Cho nên chúng ta phải bảo vệ hoa gạo. Hoa gạo, kéo cục đầu đó. Hoa gạo phải cẩn thận. Cái này lỡ sụn lưng thì làm thế nào? Hoa gạo, sau này không được chui vào những nơi chật hẹp nữa. Lỡ bị kẹt lại rồi bị thương thì không được đâu. Ngươi là chú chó đặc biệt cuối cùng trên thế giới đó. Loài vật quý giá như vậy không thể ăn uống tùy tiện được. Cân nặng của hoa gạo một bữa chỉ được ăn từng này thôi. Chỉ thế này thôi. Hoa gạo thật đáng thương. Chắc chắn chưa ăn no. Ăn nhiều thức ăn khô không tốt cho tiêu hóa đâu. Vậy ngâm mềm một chút là được. Hình như nó không thích cảm giác dính dính. Hoa gạo cẩn thận. Hoa gạo sao thế? Mới chơi một lát đã mệt rồi. Xem ra là sức khỏe không đủ. Vậy phải làm thế nào? Nếu muốn hoa gạo cuối cùng trên thế giới không nhanh chóng biến mất, nhất định phải có một sức khỏe tốt. Chúng ta giúp hoa gạo rèn luyện sức khỏe thôi. 1, 2, 1, 2. Hoa gạo cố lên. 1, 2. Rất tốt. Tiếp theo là tập nhấc cao chân. Rất tốt, làm theo mẹ. Hoa gạo, cậu buồn cười quá. Hoa gạo, vẫn chưa tập xong mà. Quay lại đây. Hoa gạo, cậu là loài động vật quý hiếm. Trên đời này chưa biết chừng chỉ còn lại một mình cậu thuộc loài chó này thôi. Mình phải bảo vệ cậu. Hoa gạo ngoan, nhìn xem tê giác trắng này, cả cá heo trắng nữa. Số lượng còn lại trên đời ngày càng ít. Đúng thế, ảnh của cậu cũng có trong sách này mà. Cho nên bọn ta phải chịu trách nhiệm chăm sóc ngươi, không để ngươi tuyệt chủng. Đây chính là cống hiến cho giới tự nhiên. Sao lại rơi ra vậy? Kỷ niệm ngày sinh nhật hoa gạo 2 tuổi. Hả? Chỉ là một tấm ảnh hả? Xem ra chúng ta nhầm rồi. Hoa gạo không phải loài vật sắp bị tuyệt chủng. Thank you.
đầu bông mơ làm phi công. Bố trời xanh tuyệt quá. Bố trời xanh, lúc nào bố mới về vậy? Bố sắp về rồi. Con ở nhà phải nghe lời mẹ đó, biết chưa? Vâng, bố trời xanh, sau này lớn lên con cũng muốn làm phi công giống bố. Hoa gạo, mình mời cậu làm cơ phó cho mình. Cơ phó hoa gạo, cơ trưởng kẹo bông gọi cơ phó hoa gạo. Máy bay cất cánh. Kẹo bông ơi, sao con có chuyện nhìn gì vậy? Mẹ đám mây, mẹ biết không, bố trời xanh lại giành được một huân chương phi công ưu tú nữa đó. Con cũng muốn là phi công giống như bố trời xanh. Kẹo bông, con muốn lớn lên là phi công, mẹ ủng hộ con. Nhưng phi công làm việc gì cũng phải trật tự gọn gàng. Con xem con bày bừa nhà cửa ra như thế này. Mẹ ơi, con làm cơ trưởng chỉ phụ trách lấy máy bay thôi. Còn những việc nhỏ như dọn dẹp vệ sinh thì để cơ phó hoa gạo của con làm giúp mẹ đi. Kẹo bông. Mẹ đám mây, em làm sao vậy? Đều không phải do kẹo bông sao? Nó nói muốn làm phi công giống anh. Thật không ngờ lại có ảnh hưởng tới con như vậy. Phải làm thế nào mới được đây? Thế này đi, anh giúp em nghĩ cách. Cơ trưởng kẹo bông, mẹ làm cơ phó cho con được không? Thật sao? Tốt quá. Hoa gạo, lần này cậu làm hành khách, mình và mẹ phụ trách lái máy bay nha. Mẹ đám mây, đây là cái gì? Mẹ nghe bố trời xanh nói, cơ trưởng khi lái máy bay tới một độ cao nhất định phải báo cáo lại độ cao. Cơ trưởng kẹo bông, con có thể đọc được độ cao hiển thị trên đồng hồ đo không? 956. Mẹ đám mây, cái này đọc thế nào? Là 956 mét. Con xem, đây là nội dung môn toán mà sau này con phải học. Nếu muốn làm một phi công ưu tú giống như bố trời xanh, học giỏi môn toán là rất quan trọng đó. Kẹo bông, dậy ăn sáng thôi. Mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi, mau dậy cùng mẹ tập thể dục nào. Cơ trưởng kẹo bông, cơ trưởng kẹo bông, mau dậy đi, xem mẹ mang cho con cái gì này. Đây là chứng nhận đoạt giải của bố trời xanh. Đúng, đây đều là những huân chương thể dục mà bố trời xanh đạt được ở trường. Con cũng biết đó, bình thường bố trời xanh cũng rất thích chạy bộ mà. Cơ trưởng kẹo bông, cố lên. Cơ trưởng kẹo bông, muốn trở thành một phi công đạt tiêu chuẩn, chỉ học kiến thức thôi không đủ, còn cần phải có sức khỏe tốt nữa. Mẹ đám mây, con không ngủ nướng nữa, chúng ta chạy bộ nào. Đi thôi. Không chạy được nữa. Mẹ đám mây, con mệt quá. Kẹo bông, hãy nghĩ tới bố trời xanh. Bố luôn có lòng tin đối với con. Mỗi phi công giỏi đều phải bắt đầu làm từ những việc nhỏ. Cơ trưởng kẹo bông, phi công thật sự sao có thể bị một chút khó khăn đánh gục chứ? Chạy thôi, chúng ta cùng chạy nào. Đi nào, mẹ đám mây, chúng ta tiếp tục chạy. Mẹ đám mây, hoa gạo, cố lên. Kẹo bông, cô giáo nói gần đây ở trường con rất cố gắng, học tập rất chăm chỉ. Để thưởng cho con, hôm nay mẹ đặc biệt chuẩn bị cho con một bất ngờ. Bất ngờ ư? Bố trời xanh, con nhớ bố quá. Con có nghe lời mẹ không vậy? Vâng, bố trời xanh, để sau này có thể trở thành phi công giống bố, con vẫn luôn cố gắng học tập. Cơ trưởng kẹo bông, mong con sớm gia nhập đội ngũ của bố. Vâng.